kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 16 tháng 12 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên họp thống nhất phương án tổ chức lễ kỷ niệm. Nhân dân hân hoan đón mừng sự kiện đặc biệt kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Chính phủ họp với các địa phương về việc ngăn chặn ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng, ca chuyển nặng và tử vong, thần tốc chiến dịch tiêm vaccine cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Tập trung khống chế ổ dịch thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ người dân duy trì giữ vững nhãn hiệu tập thể làng nghề hoa cây cảnh. Sáng nay, Ban chỉ đạo kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên họp thống nhất phương án cho lễ kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo kỷ niệm chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ban tổ chức lễ kỷ niệm, đến nay các ban, sở ngành, đoàn thể tỉnh đã triển khai cơ bản công việc cho sự kiện kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên theo kế hoạch. Sau khi nghe các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ kỷ niệm tham gia đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị các điều kiện nghi lễ, lễ tân khánh tiết, nội dung của các sự kiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng ban chỉ đạo kỷ niệm, đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai của ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ kỷ niệm, bảo đảm yêu cầu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo, ban tổ chức kỷ niệm tỉnh tiếp tục tập trung cao độ nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, nắm chắc tiến độ, kịp thời xử lý các công việc phát sinh, xây dựng các phương án dự phòng, không để bị động. Từ nay đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm không còn nhiều thời gian, vì vậy đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng. Các ban, sở ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, cổ động, trang trí pano, khẩu hiệu, cờ hoa tại các tuyến đường, phố chính, trung tâm huyện, thị xã, thành phố, khu trung tâm xã, phường, thị trấn. Chủ động phương án đảm bảo an ninh trật tự, trang trí khánh tiết tại trung tâm hội nghị, lễ tân, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi và các phương án dự phòng khác. Các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị điều kiện để tổ chức lễ kỷ niệm tại điểm cầu của địa phương, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tiếp tục chuẩn bị cho lễ khởi công giai đoạn 2 dự án xây dựng đường pin nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài và lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 12 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như Hưng Yên TV Go trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV trên website hungyentv.vn và Đài Phát thanh Truyền hình một số tỉnh thành phố. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương trong cả nước về việc ngăn chặn ca lây nhiễm cộng đồng, ca chuyển nặng và tử vong, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Dự tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Thời gian gần đây, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh. Đợt dịch thứ tư đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, cả nước ghi nhận 1,4 triệu ca, hơn 1 triệu người đã khỏi bệnh, trên 28.000 ca tử vong. Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12, cả nước ghi nhận gần 107.000 ca mắc mới. So với tuần trước, số mắc trong cộng đồng tăng 15%, số tử vong tăng 24%, số ca khỏi bệnh tăng 66%.
Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12, Hưng Yên ghi nhận 1.621 ca, trong đó có 309 ca chưa tiêm vaccine, 229 ca tiêm một mũi và gần 1.100 ca tiêm đủ hai mũi. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng, phát hiện đánh giá cấp độ dịch đến đơn vị nhỏ nhất như thôn, bản, khẩn trương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine và quản lý chăm sóc F0 tại nhà. Trước diễn biến phức tạp của biến chủng mới Omicron, Bộ Y tế các địa phương bám sát tình hình, phát hiện sớm để có biện pháp ứng phó kịp thời, tăng cường thực hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện quy định về phòng chống dịch. Cần ra soát, tiến hành đào tạo nhân lực, bảo đảm nguồn thuốc điều trị COVID-19. Các tỉnh, thành phố cần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, chủ động nâng cao năng lực y tế, cơ sở, chú trọng hơn tới việc giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm và chủ động điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Kết luận tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các địa phương đánh giá về tình hình dịch diễn ra trên địa bàn theo từng cấp độ, linh hoạt thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý người về từ vùng dịch, quản lý chặt chẽ công nhân tại các doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch, quản lý chặt chẽ những người cách ly, đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng vaccine để đạt tỷ lệ cao nhất và hoàn thành tiêm phòng mũi 2 trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai thành lập ngay trạm y tế lưu động, tiến hành phân loại cụ thể từng đối tượng, có kế hoạch điều trị F0 và cách ly đối tượng F1, F2. Sở Y tế phối hợp với các địa phương chuẩn bị vật tư y tế, cơ sở vật chất và thuốc điều trị cho bệnh nhân F0 một cách tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, ngày 15 tháng 12, Đảng bộ xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ đã tổ chức lễ trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt mùng 7 tháng 11 tặng đảng viên Trịnh Thị Hồng Thái, sinh hoạt ở chi bộ thôn Tử Dương. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đảng viên Trịnh Thị Hồng Thái, sinh năm 1926, được công nhận đảng viên chính thức tháng 1 năm 1948. Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, công tác, đồng chí Trịnh Thị Hồng Thái luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Trịnh Thị Hồng Thái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ lòng tri ân với những đóng góp của đồng chí Trịnh Thị Hồng Thái đối với sự nghiệp cách mạng. Đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đồng chí Trịnh Thị Hồng Thái mà còn là vinh dự, tự hào của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Yên Mỹ và Đảng bộ xã Lý Thường Kiệt. Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình nhà máy số 3 công ty trách nhiệm hữu hạn Takagi Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long 2 thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ. Sau 12 tháng khởi công xây dựng đến nay, công trình hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng dự toán là 210 tỷ đồng, công suất dự kiến đạt 2.500 tấn một năm với giá trị sản lượng ước đạt 14 triệu đô la Mỹ trên năm. Dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt, là dịp để cán bộ đảng viên và nhân dân ôn lại truyền thống của quê hương văn hiến cách mạng, tôn vinh tri ân và phát huy những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực để xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp. Những ngày này, trên khắp các tuyến đường phố ở thành phố Hưng Yên đều đã được trang hoàng băng rôn khẩu hiệu cờ hoa rực rỡ. Tại khu dân cư Phố Hiến, phường Hồng Châu, vốn nổi tiếng một thời với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến, lá cờ tổ quốc cũng đã được treo trước cửa mỗi gia đình. Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều hoạt động đông người không được tổ chức, nhưng mỗi người dân đều cảm thấy náo nức, hân hoan chào đón sự kiện trọng đại của tỉnh. Cán bộ đảng viên và nhân dân là rất là phấn khởi, có rất là nhiều các cái hoạt động thiết thực chào mừng ngày kỷ niệm lớn của tỉnh. Chúng tôi tuyên truyền cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
về các cái dấu mốc lịch sử của tỉnh và đặc biệt là tuyên truyền về những cái thành tựu của tỉnh trong những cái năm vừa qua. Phải nói rằng là 25 năm sau ngày tái lập tỉnh Hưng Yên, diện mạo của tỉnh Hưng Yên là có rất là nhiều cái đổi thay, đời sống về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của người dân ngày được một nâng lên và có sự cải thiện rõ rệt. Trải qua suốt chặng đường lịch sử 190 năm thành lập và phát triển, nhất là trong 25 năm tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã phát huy truyền thống, tạo dựng những thành tựu đáng tự hào trong công cuộc đổi mới. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 110.000 tỷ đồng, tăng 42 lần so với năm 1997. Thu nhập bình quân đầu người đạt 87,7 triệu đồng, gấp trên 30 lần so với năm 1997 và đứng thứ 12 toàn quốc. Năm 2020, Hưng Yên là tỉnh thứ 3 đạt chuẩn nông thôn mới. Kinh tế xã hội phát triển toàn diện đã góp phần làm thay đổi các vùng quê Hưng Yên và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mọi người dân. Trước Hưng Yên là rất là khó khăn. Từ ngày tái lập tỉnh đến nay thì Hưng Yên thì rất là phát triển, nhiều doanh nghiệp vào đầu tư và có nhiều công ăn việc làm hơn, đường xá thì đẹp đẽ mà khang trang, đời sống nhân dân giàu có hơn rất nhiều, rất phấn khởi. Năm 2021, mấy sở đã đăng ký để hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến thời điểm này thì đã được đoàn thẩm định của tỉnh đã về thẩm định. Đây cũng là một cái kết quả để mấy sở chúng tôi hưởng ứng chào mừng sự kiện trọng đại kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Hưng Yên. Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh là dịp nhắc nhở, bồi đắp thêm niềm tin để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm đoàn kết, quyết tâm xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Tối nay vào lúc 20 giờ 15 phút, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ phát sóng phim tài liệu Hưng Yên những chặng đường lịch sử. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với gần 200 ca bệnh COVID-19 được phát hiện những ngày gần đây, thôn Minh Khai, thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm đang là ổ dịch có diễn biến phức tạp. Thị trấn Nhu Quỳnh đang tập trung mọi lực lượng và nguồn lực để khống chế, ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo đời sống cho nhân dân trong khu vực phong tỏa. Làng nghề tái chế nhựa thôn Minh Khai vốn tự động và tạo ra giá trị sản xuất hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày bỗng trở nên vắng lặng. Xuất phát từ một người dân trong thôn phát hiện dương tính khi đi xét nghiệm sàng lọc ngày 7 tháng 12, đến nay phát hiện gần 200 trường hợp khác nhiễm COVID-19. Trong đó nhiều bệnh nhân là người dân tộc thiểu số đang làm công nhân của các xưởng nhựa trong thôn. Nhận thức công tác phòng dịch nói chung và cũng về văn hóa là cũng còn mức độ hạn chế. Cái điều kiện ăn ở và cơ sở vật chất đối với những người tạm trú, đặc biệt là đối với người dân tộc, là gặp nhiều khó khăn do cái diện tích ăn ở chật hẹp, nên nguy cơ xảy ra dịch đã là tương đối cao. Hơn 400 F1 được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện và thị trấn. Khu đình làng trở thành tâm điểm các hoạt động trong thôn với việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho gần 4.900 người dân cùng hơn 1.300 công nhân ở trọ. Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức các đội tiếp nhận, cung ứng nhu yếu phẩm cho hơn 1.000 hộ dân trong thôn. Đáp ứng nhu yếu phẩm cho nhân dân hàng ngày từ 8 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Đáp ứng nhu cầu của phòng chống dịch là nhà ai ở nguyên nhà đấy. Không ít người dân trong thôn, trong thị trấn cũng tham gia công tác cung ứng nhu yếu phẩm, phục vụ hậu cần cho khu cách ly tập trung và lực lượng chống dịch. Nhà tôi có cái xe này thì là nên hỗ trợ cho thôn để vận chuyển hàng thiết yếu cho bà con trong mùa dịch. Mỗi ngày là chúng tôi là chạy 3-4 chuyến. Từ khi là địa phương có dịch đến nay thì mình cũng tham gia cùng các chị em. Tất cả chúng ta cùng chung tay để chống cái dịch,
thì cũng mong muốn là cái dịch nó qua nhanh đi để nhân dân sản xuất. Dịch Covid-19 đang làm ngưng trệ hoạt động của một trong những làng nghề lớn nhất tỉnh Hưng Yên. Việc tập trung phòng chống dịch trong các doanh nghiệp làng nghề luôn cần được tăng cường để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, thích ứng an toàn, hiệu quả. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, hôm nay tỉnh Hưng Yên có 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ghi nhận tại huyện Ân Thi 1 ca, Khoái Châu 10 ca, Yên Mỹ 6 ca, Văn Giang 8 ca, Văn Lâm 21 ca. Hiện các địa phương đang tiếp tục điều tra dịch tễ để truy vết, xét nghiệm khoanh vùng, cách ly và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Để phục vụ công tác sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước, vừa qua thành phố Hưng Yên đã triển khai thi công kiên cố hệ thống thủy lợi hai tuyến sông Hòa Bình và sông Tân An. Hai tuyến sông có tổng chiều dài gần 3 km đều thuộc địa phận xã Trung Nghĩa, được đầu tư kinh phí gần 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố để thi công, đổ bê tông, lát đáy, kè hai bên bờ sông. Để kịp thời phục vụ sản xuất, nhất là phục vụ công tác đổ ải vụ xuân năm 2022, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố Hưng Yên, đơn vị chủ đầu tư đã đôn đốc đơn vị thi công để nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành dự án sông Hòa Bình vào cuối tháng 12 năm 2021 và sông Tân An vào tháng 4 năm 2022. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiều mô hình hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí, cây con giống nhằm giúp người trồng hoa ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang nâng cao được chất lượng, đa dạng hóa, chủng loại, sản xuất các loại hoa, cây cảnh, phục vụ thị trường, đồng thời duy trì giữ vững nhãn hiệu tập thể làng nghề hoa, cây cảnh. Đây là mô hình sản xuất hoa lan của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Cam, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, sau 3 năm triển khai, đến nay trên 5.000 xá cây lan đều đang phát triển tốt, một số loại đã bắt đầu ra hoa. Đây là giá tại vườn đấy. Đấy là giá tại vườn đấy. Trước thì chúng em cũng chỉ trồng làm theo kinh nghiệm thôi. Còn từ ngày được Sở Khoa học giúp đỡ thì chúng em là chăm sóc, thì nó sẽ cho cây đẹp hơn, khỏe hơn và ra hoa đúng dịp Tết thì bán nó sẽ có lợi nhuận cao hơn. Vâng, những lúc mà khó khăn về những cây nó bị bệnh hay gì thì là sẽ có các anh kịp thời đến gọi là giúp đỡ. Kể từ năm 2018 đến nay, Xuân Quan được công nhận nhãn hiệu tập thể làng hoa. Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục triển khai tại địa phương này nhiều mô hình như nuôi cấy mô trồng giá thể, nhân giống, quy trình chăm sóc và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hỗ trợ nhà lưới, hệ thống tưới, với nguồn kinh phí hỗ trợ lên tới cả tỷ đồng. Các mô hình được hỗ trợ đều đã rất thành công và phát triển tốt, điển hình như mô hình lan đai châu, hoa trà, đỗ quyên bản địa, hoa hồng, hoa đồng tiền. Qua đó giúp cho người dân chủ động được quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc các loại hoa, điều chỉnh được thời điểm nở hoa, chủ động được nguồn giống và đặc biệt là đa dạng chủng loại, nâng cao tính cạnh tranh, tiếp tục khẳng định nhãn hiệu trên thị trường. Sở Khoa Công nghệ thì đã tạo điều kiện giúp cho địa phương Xuân Quan và làng hoa Xuân Quan rất nhiều trong cái việc mà giữ gìn và nâng cao cái chất lượng thương hiệu của hoa Xuân Quan. Đấy, để tạo cho những cái sản phẩm hoa mới. Đấy, hướng dẫn về các cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng các khoa học kỹ thuật vào cái sản xuất hoa chất lượng cao tại Xuân Quan, giúp cho thương hiệu hoa Xuân Quan cũng như là chất lượng hoa Xuân Quan nâng lên một tầm cao mới, đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trong cái thời điểm hiện nay. Cùng với hỗ trợ người dân trồng hoa cây cảnh, những năm qua Sở Khoa và Công nghệ còn triển khai chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế và xây dựng nhãn hiệu tập thể khác như quất cảnh Văn Giang, cam Hưng Yên, làng nghề mộc Hòa Phong, Mỹ Hào. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và hỗ trợ cho phát triển của làng nghề. Không cứ gì hoa mà chúng ta sẽ làm tất cả các sản phẩm gọi là tiêu biểu của địa phương. Không những bảo hộ sở trí tuệ trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu. Do đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho làng nghề. Cái nhãn hiệu tập thể sẽ được chứng nhận định hướng thêm một bước nữa. Đó là chúng ta bảo hộ sở hữu ở nước ngoài. Thực hiện chủ trương mỗi địa phương một sản phẩm, các sản phẩm đều được xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu riêng nhằm mở rộng thị trường, hướng tới vươn ra thị trường nước ngoài. Thì sự quan tâm, đầu tư từ phía cơ quan khoa học với người dân và địa phương là vô cùng cần thiết.
Hưởng ứng tuần lễ Hồng EVN lần thứ 7 năm 2021 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Công ty Điện lực Hưng Yên vừa phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu tình nguyện với thông điệp Vạn trái tim một tấm lòng. Tại buổi hiến máu tình nguyện đã có gần 400 cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Hưng Yên đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã thu được 200 đơn vị máu, góp phần cùng các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ giọt máu hồng cứu chữa người bệnh, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. 8 ngày sau khi gặp gỡ trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc thảo luận cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai bên đã thống nhất giữ vững lập trường trong việc từ chối sự can thiệp của phương Tây và bảo vệ lợi ích an ninh của nhau. Tại cuộc gặp theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hiện một số lực lượng quốc tế dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền đang can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Nga, đồng thời chà đạp luật pháp quốc tế cũng như các chuẩn mực quan hệ quốc tế được thừa nhận. Ông Tập cho rằng Trung Quốc và Nga nên tăng cường nỗ lực chung để bảo vệ hiệu quả hơn các lợi ích an ninh của cả hai bên. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Nga khẳng định một mô hình hợp tác mới đã được hình thành giữa hai quốc gia, cùng với những nguyên tắc khác như là không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng lợi ích của nhau. Giới quan sát đánh giá sự thù địch của phương Tây đang đưa Moscow và Bắc Kinh ngày càng xích lại gần nhau hơn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ về việc mua máy bay F-35 nằm trong thỏa thuận vũ khí trị giá tới 23 tỷ đô la Mỹ. Theo một nguồn thạo tin với các cuộc đàm phán, những vấn đề khúc mắc trong nhiều tháng giữa Mỹ và UAE xoay quanh cách triển khai các máy bay tàng hình và mức độ công nghệ phức tạp của F-35 mà UAE được phép tận dụng. Các điều kiện do Mỹ đưa ra bị cho là quá hạn chế với người dùng cuối. Các yêu cầu đã được Washington đưa ra dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa UAE và Trung Quốc nhằm tìm cách bảo vệ những chiếc F-35 khỏi nguy cơ gián điệp có thể xảy ra. Nga vừa qua đã cho ra mắt S-70 Okhotnik, một mẫu máy bay không người lái tối tân hạng nặng và chuẩn bị cho những công đoạn tiếp theo. Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay không người lái tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik tối tân của Nga đã được hoàn thành và các công việc chuẩn bị đang được tiến hành cho chuyến bay đầu tiên của máy bay không người lái này. Theo dữ liệu của các nguồn mở, Okhotnik có trọng lượng cất cánh tối đa là 20 tấn, tức là đủ khả năng mang theo từ 6 tới 8 tấn vũ khí trong khoang giấu kín ở bụng máy bay. Chiếc UAV được cho là có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 2.200 km/h, bay ở độ cao từ 16 tới 18 km và tầm bay là từ 3.000 tới 4.000 km. Nga kỳ vọng mẫu UAV này có thể đi vào sản xuất hàng loạt để bàn giao cho quân đội trong năm 2024. Còn về tình hình dịch COVID-19, một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa nhận định rằng thế giới hiện có đủ công cụ để chiến thắng hoàn toàn đại dịch COVID-19 vào năm 2022. Phát biểu ngày 15 tháng 12 trong chương trình hỏi đáp trực tuyến của WHO, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc chương trình y tế khẩn cấp của tổ chức này cho rằng hiện chúng ta đã có các công cụ để khiến COVID-19 không còn gây chết chóc nữa vào năm 2022. Tháng 10 vừa qua, WHO công bố chiến lược để đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu với 70% dân số thế giới được tiêm đủ vaccine vào giữa năm sau. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho hay, trong ngày 15 tháng 12 vừa qua, nước này ghi nhận tới hơn 7.800 ca nhiễm COVID-19 mới, chủ yếu là trong cộng đồng. Và đây là ngày có số ca nhiễm trong ngày cao nhất ở Hàn Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát. Cùng với đó, số bệnh nhân COVID-19 thể nặng tại Hàn Quốc cũng lên mức cao nhất từ trước đến nay là 964 trường hợp. Số ca tử vong đã lập kỷ lục 94 trường hợp. Dịch tái bùng phát mạnh trở lại ở Hàn Quốc khi chính phủ nước này bắt đầu nới lỏng các hạn chế để sống chung với đại dịch. Với tình hình hiện nay, chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc áp đặt trở lại các lệnh hạn chế như giới hạn số người hội họp, khung giờ, mở cửa kinh doanh. Chuyển sang các thông tin khác, Singapore đang thực hiện một kế hoạch lắp đặt hàng chục máy tái chế giấy tại các khu dân cư để hỗ trợ cho chính sách đổi giấy lấy phế liệu của chính quyền.
Theo đó, hiện đã có 59 máy tái chế được lắp đặt và dự kiến cuối tháng này, 19 máy còn lại sẽ được lắp đặt. Ước tính mỗi máy sẽ tái chế được khoảng 1 tấn giấy trên một tháng, tương đương bảo vệ được 17 cây xanh. Máy có thể thu hồi các loại giấy phế liệu thông thường, thư từ, sách, bìa cứng, tạp chí và báo. Với mỗi kg giấy được thu hồi, người dân nhận lại 6 điểm thưởng. 1.000 điểm thưởng sẽ có giá trị quy đổi khoảng 7,3 đô la Mỹ. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa thông báo tiếp tục hoãn phóng kính viễn vọng không gian lớn nhất thế giới có tên gọi là James Webb. James Webb là sản phẩm do NASA hợp tác cùng cơ quan vũ trụ châu Âu ESA và cơ quan vũ trụ Canada CSA, được giới thiên văn học và những người đam mê khám phá vũ trụ mong đợi từ rất lâu. Sau nhiều lần trì hoãn, những tưởng nó sẽ được ra mắt vào ngày 22 tháng 12, nhưng vụ phóng lại tiếp tục bị hoãn. Hiện nhóm nghiên cứu kính viễn vọng không gian James Webb đang giải quyết vấn đề liên lạc giữa đài quan sát và hệ thống phương tiện phóng. Được phát triển để thay thế kính viễn vọng Hubble, công cụ mang tính biểu tượng của NASA và ESA trong hơn 3 thập kỷ hoạt động trên quỹ đạo, James Webb được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong công cuộc khám phá không gian. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo